Một cái nguyên nhân ấy mà khiến cho chúng ta gặp các vấn đề về xương khớp như là thoái hóa khớp, tràn dịch khớp, thoát vị đĩa đệm ấy, hay là thoái hóa cuộc sống ấy, chính cái thói quen sai tư thế. Khi mà chúng ta ngồi sai tư thế, chúng ta đứng sai tư thế, chúng ta đứng quá lâu, chúng ta ngồi quá lâu, chúng ta nằm sai tư thế, chúng ta bê vác sai tư thế, chúng ta tập luyện sai tư thế. Sau khi mà chúng ta sai tư thế thì sao? Các cái cơ nó bị co và từ đó thì cái máu nuôi dưỡng cuộc sống nó bị sẽ hạn chế lại. Tức là xương của chúng ta nó không giống như da thịt mà nó được nuôi dưỡng với chất thẩm thấu. Và chúng ta lâu dần chúng ta cứ để cơ của chúng ta co mãi như vậy và chúng ta cũng chẳng biết cách là làm như thế nào để giãn cơ cả. Thì chúng ta cứ kệ nó ở đấy. Thì sau một thời gian thì cái cuộc sống của chúng ta, cái xương khớp của chúng ta nó không được nuôi dưỡng nữa và dẫn đến là nó bị thoái hóa. Và khi mà cái tình trạng thoái hóa nó diễn ra, đặc biệt là cuộc sống lưng, thì chúng ta sẽ dễ dàng, đặc biệt là khi cái đĩa đệm thoái hóa chúng ta dễ dàng bị cái chứng đó là thoát vị đĩa đệm. Còn nó xảy ra khớp gối thì khi mà các cái tế bào sụn nó bị hủy hoại ấy, thì khi mà sụn tiếp xúc với sụn thì chúng ta không có bị đau, nhưng mà khi xương tiếp xúc với xương thì chắc chắn là chúng ta bị đau rồi. Nên là cái điều tối quan trọng đó là sau khi mà chúng ta bị sai tư thế, sau khi mà cơ của chúng ta bị co như vậy, đầu tiên là chúng ta phải tránh các động tác sai tư thế đã. Chúng ta nằm đúng cách, chúng ta ngồi đúng cách, chúng ta đứng đúng cách, chúng ta bê vác đúng cách, chúng ta tập luyện đúng cách, thì tất nhiên tật những cái điều này là nó có trong cái hành trình 28 ngày rồi. Và cô ba anh chị, chúng ta chỉ cần tìm cái đường link ở bên dưới, bấm vào, điền cái thông tin địa chỉ email là chúng ta nhận được cái hành trình đồng hành cùng với bác sĩ Dung trong 28 ngày. Như một cái mẹo mà có thể giúp cô ba anh chị giải quyết được cái vấn đề cơ học ấy, vấn đề co cơ của chúng ta. Có thể lúc này chúng ta chưa học được cách sửa tư thế, chúng ta chưa biết cách giãn cơ, thì chúng ta đơn giản là chúng ta có thể sử dụng một cái xịt khớp như thế này. Đây là xịt dưỡng khớp, nó chứa những cái thành phần tự nhiên, chúng ta chỉ cần xịt vào vị trí đau, nhưng mà phải xịt dưỡng nhá, không phải là xịt giảm đau. Có rất là nhiều loại xịt giảm đau khác, nhưng mà trong cái này thì nó sẽ có những cái thành phần thảo dược giúp cái tuần hoàn máu được lưu thông, và nó có vị ôn ấm, có nghĩa là nóng cái vùng đó lên, nóng nhẹ thôi, nóng nhẹ từ sâu bên trong ấy, giúp chúng ta giãn cơ ra, tăng tuần hoàn nuôi dưỡng, và từ cái việc giãn cơ đó thì cái việc giảm đau của chúng ta diễn ra nhanh hơn. Một cái chai như thế này nó bằng rất là nhiều lần chúng ta uống cái nhóm giãn cơ. Mình thấy trong các cái đơn ấy, trong các bệnh khớp ấy đều có thuốc giãn cơ, giãn cơ vân. Nhưng mà thật ra sự thì để mà nó có hiệu quả ngay ấy, thì nó rất là chậm. Thay vì thế chúng ta đơn giản lắm, chỉ cần xịt vào như thế này, massage như thế này là chúng ta đã có kết quả rồi, đúng không ạ? Và với một cái xịt khớp mà như thế này, nó rất là đi mang lại, nó cũng rất là thuận tiện. Thì bác sĩ Dung đã cố gắng xin khoảng 300 suất ưu đãi từ nhãn hàng. Thì chúng ta sẽ cố gắng để đăng ký sớm. Bình thường ấy, nó sẽ là 298.000. Nhưng mà thuộc nhóm có ba anh chị đăng ký sớm nhất ngay trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhận được cái giá ưu đãi chỉ còn 98.000 thôi. Và đây là một cái loại mà có lẽ là nó sẽ không thể thiếu được trong nhà của cô ba anh chị nữa. Nó sẽ không thể thiếu trong tủ bạn thuốc gia đình của cô ba anh chị. Và đi đâu chúng ta chỉ cần cho vào túi mang đi như vậy là chúng ta đã cảm thấy là an toàn hơn. Và nó sẽ giúp chúng ta giải quyết những cái trường hợp cấp tính cho chúng ta, để nó không bị chuyển thành những trường hợp mạn tính và gây ra chúng ta đau đớn kéo dài. Thì hãy nhắn tin ngay hoặc để lại một dấu chấm để bác sĩ Dung có thể tư vấn và hỗ trợ ngay lập tức nhé.